Quay clip con trai bị chấn thương, ông bố làm ai cũng không thể nhịn cười. Mới đây, một ông bố đã biến câu chuyện bi thương của cậu con trai thành câu chuyện hài, làm nhiều người khi xem xong phải tặc lưỡi thốt lên: xin lỗi vì tôi đã không thể nhịn cười. Được biết, cậu bé nhỏ tuổi trong đoạn clip vì không may nên đã bị chấn thương toàn thân, phải băng bó tay chân và truyền nước trông hết sức tội nghiệp. Trong lúc mẹ của em đẩy xe cho em ra ngoài hóng mát, ông bố liền tranh thủ quay đoạn clip để đăng lên Top Top chơi. Ai dè lại lên xu hướng với cả triệu view mang về. Nguyên nhân là do chiếc sao cực tấu hài mà ông bố đã ghé vào. Nào, tôi đã bảo bạn rồi, nó 20 thằng của bạn một mình lao lên đâu. Tôi bảo bạn rồi, bây giờ hậu quả bạn phải chịu đấy. Bạn vì nó đây, chúng nó có vì bạn không? Chúng nó ới phát là đi, tôi bảo chúng nó toàn với cả rùi rùi phóng lợn rồi, bạn một mình cầm con dao. Cụ thể trong clip là cảnh cháu bé bị chấn thương, tuy nhiên ông bố lại ghép chiếc sao người trong giang hồ vào. Với lý do rằng, tôi bảo bạn rồi, chúng nó đông lắm mà bạn cứ lao vào, để bây giờ thành ra như này đây. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã phải bật cười, dù biết đây là một câu chuyện buồn của em, không nên cười trên nỗi đau của người khác. Xin lỗi cho chú cười phát đã, nhìn cháu thương nhưng mà không thể ngậm được mồm. Đừng ai hỏi cháu bị sao nữa nha, nguyên do vì solo 1 với 20 như trong video đó. Khứa này liều thật, nhưng mà chúc bạn mau khỏe nha, hôm sau bạn gọi phát là tôi có mặt ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.